Dự kiến 5 tuyến buýt điện Vinburst đều có lộ trình xuất phát từ khu dân cư Vinhome Grand Park đến các đầu mối giao thông quan trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Các tuyến gồm có tuyến Vinburst 01 từ Vinhome Grand Park đến trung tâm thương mại Imart cự ly 27 km. Tuyến Vinburst 02 từ Vinhome Grand Park đến sân bay Tân Sơn Nhất cự ly 30 km. Tuyến Vinburst 03 từ Vinhome Grand Park đến bến xe buýt Sài Gòn cự ly 29 km. Tuyến Vinburst 04 từ Vinhome Grand Park đến bến xe miền Đông cự ly 8,5 km. Tuyến Vinburst 05 từ Vinhome Grand Park đến khu đô thị Đại học Quốc gia cự ly 10 km. Các điểm dừng chờ Vinburst tại Vinhome Grand Park gồm khu căn hộ The Rainbow có 3 nhà chờ và 11 điểm dừng. Khu căn hộ The Origami có 3 nhà chờ và 11 điểm dừng. Khu công viên Vinhome Grand Park có 3 nhà chờ. Khu thấp tầng The Manhattan và Glory có 4 điểm dừng. Các điểm dừng sẽ được phân bổ đối với các tiểu khu. Ngoài ra Vinburst sẽ mở rộng nhiều hơn tùy thuộc vào lượng cư dân về thêm trong thời gian sau. Các bạn like và theo dõi thông tin bất động sản Alo Căn Hộ nhé. Xin cảm ơn.